À, chúng tôi đang ở công ty của anh Sơn Mosai. Hôm nay là cũng có Đao Phủ Hồng và Điệp, Nguyễn Điệp xe 16 chỗ, Sơn Tóc và Tú Mosai. Bây giờ cứ đưa vào Mosai hết. Thì anh em hôm nay chúng tôi có 3 tác phẩm ở đây. Điệp live stream đi. Đây là một trong những cây mà chúng tôi cũng hôm qua cũng quay nước qua đúng không? Chưa quay khí thì hôm nay là anh Sơn có đầu tư một cái chậu cũng khá đẹp. À, chậu tiền triệu vào nhìn nó khác hẳn đi. Đang cấy đúng không? Có về để nhặt bớt lá. À vẫn đang phải nhặt lá đúng không? Rồi đúng là bằng ông nghệ nhân nhặt ngay. Đúng là tay tay cắt tóc cũng khác. Nhặt bớt lá cho quay. Cắt lá nhanh hơn cả cắt cành. Sao đây? Đây nhặt lá cơ. Đúng rồi, đóng nhặt rồi. 50 triệu thôi à. Cái này là em giao lưu hay chưa ạ? À vẫn giao lưu bình thường đúng không? Giao lưu ấy. Này đang Phủ Hồng đang nhìn cái xem có nghiên cứu được không, nếu mà không nghiên cứu được thì chán rồi đấy, đúng rồi, nên có những cái cái này thì bây giờ chưa cắt lá thì khoảng bao nhiêu tiền, mà cắt lá xong khoảng bao nhiêu tiền em? Con này 5 điền đúng không? 5 điền xịn chứ anh. Thì cứ hỏi vậy mà dạ, cho bà con cô bác na điền ná 5 điền này. Dạ vâng. Cái này khoảng đấy thì thợ kia đang nói vậy, nhưng mà chú nói bao nhiêu tiền thì chú nói thôi. Con này em báo giá công khai nhá. Ờ. Em báo 32 triệu. 32 triệu à? Dạ vâng. Nó quý ở điểm gì mà chú bảo là 32 triệu? Nó lùn anh ạ, lùn lực. À độ lùn đúng không? Nó vanh của nó thì gần trong mà nó cao có 25 thôi. À thế à? Vâng. Rồi. Và đấy cút giật 2 lần rồi. Bút giật 2 lần. Nói chung là em rất có duyên với anh Trung một sai. Rồi. Nên là em báo giá đây là giá sát sườn luôn đấy. Rồi ok. Vâng. Thực ra là đây là với những cái cây mà nó như này thì đều có cái giá của nó cả đúng không? Vâng, đúng rồi. Ai nói đắt thì là đắt, mà đúng ai rồi. Nói rẻ là rẻ, thì cây đôi khi là mình cũng không thể nói hết. Dạ vâng. Đi trước rồi. Ờ, à, Điệp đã, xong chưa Điệp? Đây là... Rồi. Chú cứ lọc lá đi nhá. Một cái thủ tán tầng rất là quý, mà chắc chắn là trong một cái trăm quân kho tướng à kia anh toàn đô la nhỉ. Đấy, anh có nói một cái câu ở trên mạng mà anh em tôi cũng đang là đúc kết đây. Hiệu quả từ đây. Nhìn quân là dễ kiếm mà một tướng thì khó tìm. Đây là một cái thủ tán tầng cũng khá là di dạng rồi. À, với bàn tay của anh Sơn thì cũng cứ phải nheo nheo đi ra nên đây mặt này đẹp nhờ Sơn nhờ, mặt này cái đoạn kia à đồ rồi thì hơi ngon căn tan này cháu có bán mà nhờ. Vâng, hơi ngon căn tan này cứ để cháu ngồi để làm cho bạn. Dạ vâng. Giờ nhìn nó xạo. Vâng, nhìn nó là cây không, cây cũng đang được cũng được ách đa. Cái này chỗ này có hai cái rễ nhìn vẫn để vậy đúng không? Giữa đấy. Có hai vẻ chỗ này ở chân rồi. À. Em mới cắt đây. Ok. Buổi sáng nay thì Sơn Bonsai cũng đã giao dịch thành công một trong những cái bể hầu đúng không? Cái bể hầu đấy thì thực ra là rất giá trị rất cao. Nó thật là để mà kiếm một cái bể hầu thì chắc là phải ra khơi rồi. Mà hôm qua Sơn Bonsai có quay nó đang đi trên đỏ, chúng tôi biết là sang Nam Định hay là đi ở vùng sâu vùng xa gì đấy. Vùng xa đúng không? Tức là cũng nhiều khi là đi lên đấy nhá. Ờ nên trước đi. Chuẩn bị mồi đi nhá anh nhá. Có đục không? Thiết kế thì tí tương đối chưa? Điểm nào lối nối luôn đi. Dạ. Thôi thì cứ lọc đi. Thủ tân tầng. Thủ tân tầng to chưa? Quá to rồi. Thế mà chưa ăn gì thì được máu. Tân vẫn đang nhiều. Tân á? Ngày nào, tao ra 3 ngày liền mà. Tân hôm qua, tối qua giao dịch cho Phúc một cái hũ tiền. Hai hũ tiền đi không? À. Còn mấy cái nữa mà chưa về. Đang là chưa về đâu, đang là moi 10 cái hũ điều mà. Sáng nay tao vòng ra. Vòng ra mà thấy rồi, cái tân tiền đi không? Cảnh hôm qua đổ 2 cây mà. Hai cái xi già to đấy. Quả nổ cho tiếp. Tiếp hậu lộc. Thế nha anh em nhé, thì thực ra là bán cho tiếp mà 50 triệu 2 cây.
50 triệu. Thực ra là anh em có những cái cần giao lưu thì phải lọc ra như này, như Sơn này này, cắt lá như này thì anh em có thể nhìn rõ nét hơn đúng không Sơn? Vâng. Thì cây cối thì nó tùy duyên thôi. Ai là người hiểu được giá trị đích thực của những cái tác phẩm này thì ta cứ alo trực tiếp cho chúng tôi. Chung là với những cái phôi như này, có những người thì người ta rất là thích, có những người thì người ta bảo là nó chưa thành cây, đôi khi người ta không thích. Thế là tùy anh em thôi, nhưng mà thực ra là có khi từ cái phôi không nó cũng đã rất là lắm tiền rồi. Chứ chưa nói là vấn đề gì đục đẽo rồi là qua thời gian nó mất rất nhiều công sức. Còn phải qua đục đẽo nữa này. Thực ra là bây giờ không phải là thích đục đẽo đâu, nhưng mà cây do là có nhiều điểm nó chưa được nên là vẫn phải đục. Đấy. Có một đôi trực cổ mà tìm mãi chưa ra cái hang, đi cả ngày hôm qua lục tung cả huyện Nga Sơn này mà nói chung chúng tôi đang bí mật ở video sau, nên là anh em nào mà thiện chí cũng như là muốn xem thì cứ ấn nút đăng ký cũng như nút chuông để theo dõi trọn vẹn một đôi trực cổ. Nói đến đây để anh em biết là có những cái đang không phải là ẩn số, để cho anh em có cái nhìn rõ nét hơn thì anh em cứ vào kênh Trung Bonsai ấn nút đăng ký cũng như nút chuông để nhận được video sớm nhất, mà chắc chắn là một ngày gần nhất chúng tôi sẽ đăng cái đôi trực cổ lên, giá trị của nó rất là cao. Đây. Để mà nói tiền tỷ thì chúng tôi chưa nói, nhưng mà thực ra là về những tay anh chị lớn trong làng cây cảnh thì chắc chắn là giá trị của nó lên rất là nhiều. Đôi trực cổ đấy thì nó cũng được độ già rồi, độ già độ in mặt này nhìn cũng sướng hết này. Úi sợ anh Trung với 1 triệu một cây. Nhặt cắt quyết định ra mất tiền rồi, nghệ nhân rồi. Đi, hy sinh. May à. Hôm nay Sơn tóc còn xéo vậy, cắt càng ngày xéo luôn. Cắt cái vuông góc này hoang, càng ngày cắt được rồi, ok, tận tạm. Nói chung là lòng pháo đã được hạ. Sơn một sai này liều thật, dám cầm cưa để cắt ra. Liều này. Liều vẫn liều được. Liều vẫn liều. À, cây cối thì thực ra là đấy, ui giời, tắt mẹ màn hình đó. Được cắt thì có bán, được cắt cắt lại bán luôn đấy. Đấy. Đấy, nhìn nó cũng khác được tí rồi. Tí nữa là đột đột xuống con đấy. Mặt không đặt chậu này nó cũng không phải bé đâu. Vâng. Cây nó đầm lùn, nó thụ cây. Trước đó thì mình nhìn cái chậu không, mình nhìn nó có vẻ nó hơi to đúng không? Dạ. Nhưng mà giờ nhìn thì nó cũng... Nếu mà bác nào mà chăn nuôi luôn được cái chậu này thì tuyệt vời. Chậu này bao nhiêu tiền Sơn? Chậu không? 1,2 triệu. Chậu rẻ vậy? 1,2 triệu của anh Luân Thứ Kỳ ấy. À. Vâng, anh Luân Thứ Kỳ ấy. Em anh gửi cho em. Cũng là rẻ nhỉ? Vâng. Đời mới. Chậu đẹp, cái màu đẹp nhỉ? Màu đẹp. Màu đẹp. Không cách. Bán là mình bê cho dễ. Các bạn cái mùa này chơi mùa gì? Đóng cây lên đẹp hẳn. Bể hầu duy nhất còn sót lại nhá. Cái bể hầu này. Đây này, nhìn anh em xem. Ba khoang. Hơi ngược sáng đi. Ok. Bể hầu quý. Ok. Chụp cái ảnh nào. Đấy, hơi ngược sáng đi, anh em thông cảm, kích sáng lên nào. Ok. Hôm nay thì tôi cũng chứng kiến là anh Sơn Bonsai đang quyết định những cái nhát cắt của một cái phôi. Thực ra là bây giờ anh em chơi cây thì cũng không phải là tự dưng tự lành mà cắt đúng không? Thì có mình có nhìn nó không ưng thì mình cũng có cắt đi thôi. Đấy. Cây cối thì nó muốn mỗi người một ý.
giật những cái cầu mía này rất quan trọng. Con này đã giật thì phải cắt hết lá, giật hết luôn. Đấy. Đấy, chú báo bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ, em báo là 32 triệu. 32 triệu. Ờ, số điện thoại lổ luôn đấy. Số điện thoại của em là 0962. Đừng đi qua màn hình. 962 375 999 nhá. Dạ. Đây là số điện thoại của Sơn Tóc, một trong những người mà vừa rồi anh cũng giao tiền khá là nhiều rồi. Dạ. Anh cũng đã báo tác phẩm này cho anh em rất là nhiệt tình thế này thôi. Dạ. Mà bác nào cảm thấy mà ưng hợp gu của mình đúng không? Dạ. Thì ta có thể alo. Đấy là cái số điện thoại mà anh em có thể dễ dàng kết nối. Dạ. Sớm nhất. À, tại sao mà chúng một sai cũng ít để số ở trên thì mình thực ra là mình cũng rất thích giao lưu. Bác nào quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho. Đúng rồi, vì thực ra là đối với những người làm chương trình chúng tôi thì nhiều khi có khi 1-2 giờ đêm anh em cũng đang gọi đến. Nhiều khi anh em bảo là cây này cái kia mình nói thật là điện chậm là mất. Chụp cái ảnh đấy là còn đang còn phải cắt tiếp đúng không? Dạ vâng, em mới gọi qua thôi. Ok. 230 triệu. Thế cũng được, mỗi người một gu, mỗi người phong cách. Sau thì tí nữa anh em xem mặt sau mặt trước nó đều đẹp, tí nữa các bác có thể quan sát nó kỹ hơn. Ôi à, nó chấm chấm kìa. Rồi, ok. Sáng chậu hầu nhá, chậu hầu nhá. Mẹ hầu. Cho nó khỏi va chạm vào tường thôi. Hai ông cứ đứng vậy. Bể hầu duy nhất còn sót lại nhá. Cái bể hầu này. Đây này, nhìn anh em xem. Ba khoang. Hơi ngược sáng đi. Ok. Bể hầu quý. Ok. Chụp cái ảnh nào. Đấy, hơi ngược sáng tí anh em thông cảm được kích sáng này nè. À, ok. Tôi đang làm cây ở dưới kia thì nghe tin lại giao dịch cây đây lại tiếp tục ghi hình tiếp. Video thì sắp hết pin rồi nhưng mà vẫn ghi hình. Rẻ lắm anh ạ. Rẻ lắm rồi đúng không? Hoa cổ. Bây giờ đồ cổ đang là mốt.